Đó, đây là cái công viên nè, đó, công viên cho người ta ra người ta nghỉ chơi á, nó gọi là cái công viên á. Đây là cái Bạch Mân nè, đó, Bạch Mân nè. Đây là nơi công viên đó, đây là cái công viên. Đây là cái công viên đó, cho người ta nghỉ mát á đó. Đó, cái bảng này là bảng stop sign này. Đây là đường lề xe lửa đó, đường lề xe lửa đó. Xe lửa đây là cái công viên nè. Đó, công viên để cho con nít đó, nó ra nó chơi đó, công viên đó, đó công viên đó, đó công viên đó, cho con nít ra nó chơi. Còn ở đây nhà này là nhà vệ sinh, cho con nít đó, nó chơi công viên xong rồi đó, nó vô nhà vệ sinh, đó, đây là nhà vệ sinh nè, đó, còn dưới kia, còn ở đây là công viên nè, đó. Công viên đó cho mấy đứa nít nó ra nó chơi đó, hả 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 hả. Đây là cái công viên đó, hả đó.
mấy con nít đó, công viên á. Đó, công viên đó. Đó, mấy con nít đó. Nó ra nó chơi. Đó, công viên á. Và đây là nhà vệ sinh. Đó, công viên á, em ở kế bên đây nè, gần đây nè. Đi ra chừng 2 phút à. Đó, công viên đó, đây gọi là cái công viên á. Còn bên đây là Bạc Minh nè. Bạc Minh á, mà Bạc Minh á là gọi là nhà mướn á. Mướn cho người ta ở đó, đó. Đó. Đó, nhà mướn đó, đó. Đó, đây là nó gọi là ấp Bạc Minh, nhà cho người ta mướn ở đó. Đó, ở bên đây á, nó không có làm cao. Đó, chị biết không đó, nhà vậy đó, nhà bằng gỗ không đó. Tại nó không dám xây bằng gạch. Nó sợ bị động đất. Đó. Đây là xe lửa. Đó. Công viên đó. Xe lửa đó. Em ở đây nè. Đó, gần đây đi. Đó, đây là cái Bạc Minh đó. Đó. Bạc Minh đó. Đó, Bạc Minh. Nó gọi là nhà cho mướn đó. 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 Nó gọi là nhà cho mướn đó. À, Bạc Minh đó. Đó, nhà ở đây. Nó chỉ làm vậy thôi. Nó không dám làm cao, nó sợ bị động đất. Đó. À, Bạc Minh đó. 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 Em ở gần đây nè. Đi bộ chút xíu à. Đó. Đây là cái gara xe ở dưới này để cho người ta parking đó. Gara xe đó, đó. Gara đó. Đó. Ở dưới này là cho người ta parking xe đó. 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 Ở trên đó. 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 Đây tất cả đây đó là để cho mướn nhà không đó. Đó. Đó, mấy cái dãy nhà này là mới xây nè. Mới xây hồi năm 2011 là mới xây đây đó. 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 Nó mới xây đó. Đó, nguyên cái khu này là nó mới xây đó. Đó. Nó mới xây đó. Xây để cho mướn nhà đó mà. Đó. Ở đây là mướn á, hai phòng là 1.100 đó. Đó, ở đây á, mấy dãy nhà mới xây á là mướn hai phòng là 1.100 á. Đó, thì nó gọi là ấp Bạc Minh đó. Đó, mấy dãy nhà này là mới xây không đó. Đó. Mấy cái này cái gọi là cái parking đó, parking xe không á. Đó. Parking xe không á. Đó. 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 Nhà mới xây nè, đó. Đó, nhà đây mới xây là ai mà vô mướn hai phòng 1.100 á. Nhà mới không á. Nhà renew á, mới xây hồi năm 2011 đó. Mới xây không á. Đó. Đây là cái công viên nhỏ nè, cho nít nó ra nó chơi. Đó. Đó. Nhà mới xây không á. Chứ nhà vậy chứ, chứ không phải nó xây bằng gạch đâu. Bằng gỗ không đó, nhà bằng gỗ mà. Trường học Samokot nè. Đó. Trường học Samokot đó.
trường học á. Trường học á. Đây là nhà cho mướn đó, à, nhà cho mướn đó, à, à, nhà cho mướn đó. À, nhà để cho mướn đó. À, đây là nhà cho mướn đó. À, nguyên cái dòng dọc đây là nhà cho mướn không à. À, cho mướn đó. Đó. Đó, đây là ấp Bạc Minh nè, đó, là nhà cho mướn nè, đó, nhà ở đây nó xây không à, coi chứ nhà bằng gỗ không đó, không bằng gỗ không mà cũng mắc cũng chứ bộ, chứ rẻ đâu. Mình đó. Nhà cho mướn luôn. Đây đó là chỗ giặt đồ nè, mình phải bỏ tiền vô trong máy. Đó. Khu này nguyên cái nhà là nó cho giặt đồ nè, nó cứ một lần giặt vậy đó, một đồng, à, cứ một lần giặt vậy là đồng đồng, à, mấy cái máy giặt đồ này, mấy cái máy giặt đồ đó, à, mấy cái máy giặt đồ đó, à, thấy không, cái máy giặt đồ, máy giặt đồ không đó, đó. Nguyên cái trong nhà này là mình cứ bỏ tiền vô là mình giặt đồ thôi, vừa sấy vừa giặt luôn đó. Đó là vậy đó, đó. Mấy cái máy giặt đồ đó. Đó. Đó, máy này á là máy sấy nè, máy sấy là nó sấy cho khô. Đó. Đó. Máy này là máy giặt, máy giặt không á, mình bỏ tiền vô là nó tự động nó giặt. Máy giặt không á.